có một lần con đã vô ý và không khéo miệng đã nói về một người bạn của mình là bạn ấy khó tính. Và chính điều này làm cho bạn ấy nghĩ rằng con là cố tình chọc tức bạn nên đến tận bây giờ, bạn vẫn còn ấm ức khi nhớ lại chuyện cũ. Khi con nghĩ lại thì con thấy đó là lỗi do con nói chuyện không suy nghĩ kỹ và khéo léo nên làm bạn buồn lòng. Bây giờ con phải làm gì vì hiện tại con không có cơ hội để gặp hay nói chuyện với bạn để nói xin lỗi bạn ấy. Quý vị biết là sư kể cái chuyện riêng của sư thôi. Trong một lần sư nghĩ là do có mấy bà mấy cô đâm bị thóc thọc bị gạo, cho nên vì một vị sư mà sư rất là kính, sư kính như là thầy của mình á, hiểu lầm sư, vị đó buồn vì sư là cái người, vị đó nghĩ sư là người như vậy, vị đó rất là buồn vì nghĩ rằng sư là con người như vậy. Mặc dù vị đó nói là hồi trước sư không phải là người như vậy, tôi không ngờ bây giờ sư lại là như vậy. Còn sư thì rất là buồn vì vị đó hiểu lầm mình. Sư lại buồn vì vị đó hiểu lầm mình là người như vậy. Thì chính bởi vì như vậy thì sư có buông ra những cái lời nó không có hay. Đại loại là ngài buồn vì ngài nghĩ là ngài đã hiểu lầm con. Mà con buồn là con nghĩ là con cũng đã hiểu lầm ngài. Thì do đó thì sư và cái vị này suốt một thời gian rất là dài không có nói chuyện với nhau, cũng chỉ bởi vì mấy bà mấy cô nói làm sao đó để hai ông sư hiểu lầm nhau rồi không có nói chuyện với nhau nữa. Nhưng mà sư thì trong suốt thời gian rất là dài, sư luôn muốn có một cơ hội quỳ xuống đảnh lễ và sám hối với vị này. Cái chuyện hồi xưa đúng sai không cần biết, nhưng mà con mong là mọi chuyện nó ngài tha thứ bỏ qua. Chỉ muốn gặp đâu mà là xin lỗi thôi. Và sư rất nỗ lực để mà sư gặp vị này để quỳ xuống đảnh lễ dưới chân mà xin lỗi. Trong hàng tu sĩ là như vậy đó. Cái chuyện mà vị này quỳ xuống chân vị kia để mà sám hối, để đảnh lỗi, để xin lỗi, đảnh lễ để mà xin lỗi đó, thì nó là một cái thông lệ, một cái thông tục. Cho nên là sư cũng không có cái gọi là quá nặng, cái gánh nặng tâm lý cũng không có quá nhiều, bởi vì mình quỳ xuống đảnh lễ một vị khác là chuyện bình thường đó, chuyện bình thường trong giới tu sĩ. Còn trong hàng cư sĩ quý vị thì quý vị nghĩ đến cái chuyện mà quỳ xuống đảnh lễ người khác xin lỗi thì nó là cái chuyện nó kinh khủng. Có một chuyện mà sư nhắc quý vị như thế này, đó là mình khi mình làm cái gì mình nghĩ là mình làm sai đó thì nên tìm cơ hội để mà mình xin lỗi người ta dù là với bất cứ cái cách nào đi chăng nữa. Còn khi mà mình đã không còn cơ hội nữa thì quý vị nhớ giùm sư, vua A Xà Thế có một cái vị quan cận thần á, mà vị quan cận thần này buông một cái lời bất kính với ngài Anuruddha thì phải, tôi nhớ phải ngài không, nói chung là một vị thánh. Khi mà thấy ngài đi trên núi đi xuống á, ngài đi chân không mà đường thì đá sỏi, thành ra có đôi khi những chỗ khó đi ngài phải nhảy tránh, thì vị này mới buông một cái lời bất ngờ, đó là sư nhảy như khỉ. Khi Đức Thế Tôn biết được chuyện này, ngài mới nói rằng đó, nếu như cái vị này không có gặp vị thánh tăng đó để mà xin lỗi đó, thì sẽ trở thành, sau khi thân hoại mạng chung sẽ trở thành con khỉ ở trong cái khu rừng này. Vị này thì biết là ngài Đức Thế Tôn ngài không có nói dối, mà ngài nói cái gì là chắc chắn là đúng cái đó. Mà bây giờ thì không gặp lại được cái vị thánh tăng kia để mà xin lỗi, bây giờ phải làm cái gì bây giờ? Cho nên là vị đó mới nghĩ một trò, đó là nhờ lính của mình ấy,
trồng những cái cây mà mình thích ăn, trồng ở trong rừng để sau này mình làm khỉ thì mình có cái để mình ăn. Cho nên ấy, cái lời khuyên của sư đó là gì? Trong cái trường hợp mà mình không có xin lỗi được người ta đó, thì thôi cũng ráng kiếm kiếm mấy lính đó, trồng mấy cái cây ở trong rừng để mốt thành khỉ thì có cái mà dùng. Sư nói bóng nói gió thôi, nó có nghĩa là đó, nếu như mà mình không có xin lỗi được á thì cái kiểu gì mình cũng sẽ tạo cái nghiệp bất thiện cho đời sau. Thành ra bây giờ mình lo mình tạo phước, lo tạo phước để đời sau mà có rơi vào trong khổ cảnh ấy thì cũng có cái phước để mà nó nâng đỡ. Trong trường hợp mà mình không chịu đi xin lỗi, không ráng, không cố và cũng không có cơ hội đi xin lỗi thì ráng tạo phước. Quý vị biết là cũng sanh vào cái chỗ đọa xứ, ví dụ như sanh làm con chó thì cũng có những con chó mà nó sống cô đơn, sống ghẻ lở, ăn những cái đồ ăn rác rưởi, ăn những đồ bỏ đi, đói kém rồi ghẻ lở bệnh tật. Nhưng mà cũng cũng là con chó đó mà có gặp những người mà người đặt cưng như trứng, hứng như hoa, cho đồ ăn xịn, ở nhà đẹp, có người hầu, chó mà có người hầu riêng đấy, tắm rửa sức nước thơm có khi là còn hơn con người nữa. Quý vị biết là ở Mỹ, không biết ở Mỹ ở châu Âu có một cái con chó mà chủ nó thương nó tới mức tới hồi chủ nó chết rồi để là tài sản cho nó, mà người tài sản cả mấy triệu đô đó, mà người ta đầu tư dùm cho nó, người ta đầu lấy cái tiền đó người ta đầu tư dùm cho nó từ mấy triệu đô bây giờ lên tới mười mấy triệu đô, mà đời nó hay tới đời con đời cháu của nó là sống sướng như ông hoàng bà chúa, sướng hơn mình rất là nhiều, nhưng nó vẫn cứ là con chó. Thành ra đó, khi mà mình không còn cơ hội để mình sửa sai cho những cái lỗi của mình thì ráng tạo phước để dù sao đi nữa lỡ có rơi vào cái hàng đọa xứ thì cũng còn có cái để mình nương nhờ ha. Nhưng mà nói đi phải nói lại, còn có cơ hội xin lỗi thì ráng ha, ráng, chứ còn cái chuyện kia thì nó thuộc cái dạng chẳng đặng đừng.